ngày 15 tháng 3, Ủy ban nhân dân phường 4 thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng cho biết, trên địa bàn đã xảy ra vụ án mạng do đánh nhau giữa một nhóm thanh niên, hậu quả khiến một nam thanh niên 18 tuổi tử vong. Vụ việc được camera tại một quán cà phê trên đường Đồng Tâm, phường 4 thành phố Đà Lạt ghi lại. Vào khoảng 17 giờ chiều ngày 13 tháng 3, nam thanh niên mặc đồ đen tên T, 18 tuổi đi ra từ quán cà phê thì bị một nhóm thanh niên đấm đá tới tấp. Đặc biệt, trong lúc xô xát, tê bị thanh niên, được xác định tên là Lê Trần Khánh Nguyên, 20 tuổi, dùng vật nhọn đâm liên tiếp vào người, bị thương ở vùng sườn và bụng. Sau khi nhóm thanh niên đánh tê bỏ đi, nạn nhân đã được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương nặng nên nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện. Khi biết tin nạn nhân đã tử vong, năm thanh niên trong nhóm đã đánh tê gồm Nguyên, Quý, Tài, Minh, Bảo đã đến cơ quan công an đầu thú vào ngày 14 tháng 3. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra vụ việc.